GSGO xin được chào các bạn. Được biết đến là đất nước bậc thầy của ngành công nghiệp Nhật Bản, là nơi cư trú của những sao chép gia tài ba, Trung Quốc nổi tiếng với nhiều mặt hàng làm giả, làm nhái từ nội bộ đến thương mại, từ những thương hiệu vỉa hè cho đến những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, tất cả đều có thể được bắt chước một cách xuất sắc, với giá thành thì rẻ hơn đồ xịn gấp rất nhiều lần. Ngành kinh doanh béo bở này không những không bị chính quyền quốc gia đông dân nhất thế giới cấm đoán mà thậm chí còn được khuyến khích. Quốc phòng quân sự cũng không phải là ngoại lệ. Những thập kỷ gần đây, quân đội Trung Quốc đã vươn lên một cách mạnh mẽ cả về quy mô lẫn năng lực. Nhưng sự trỗi dậy đó có phần sử dụng những kỹ năng đặc biệt. Có hai con đường để học tập, hoặc là chính đạo thông qua việc mua lại bản quyền sử dụng nếu được bên thứ ba cho phép, hoặc là tà đạo bằng cách gửi gián điệp sang ăn cắp nếu không được phép. Họ áp dụng rất đúng lời các hiền nhân đã dạy. Khi kiến thức không đút được vào đầu thì ta phải biết đút vào túi. Bằng cách đó, Trung Quốc có thể tiết kiệm đáng kể thời gian cũng như tiền bạc và nhân lực mà các nước đi trước đã phải bỏ ra rất nhiều mới có được. Mở màn trong chuỗi series khám phá chủ đề này, hôm nay GSGO sẽ cùng các bạn tìm hiểu 5 khẩu súng chiến đấu tiêu biểu trong kho vũ khí hàng nhái mà Trung Quốc đã phát triển trong thời gian qua. Số 1. Thai 56 AK-47. Súng tiểu liên AK-47, còn gọi là súng trường tấn công Kalashnikov, đã trở nên nổi tiếng và phổ biến khắp thế giới. Bên cạnh việc trở thành vũ khí chính cho quân đội, AK còn là vật biểu trưng xuất hiện trên cờ, tượng đài và huy chương. Sau thế kỷ 20, AK tượng trưng cho sự tự do, kháng chiến và áp bức. Còn với súng trường tự động Thai 56, 2K56 hoặc QBZ56 là loại súng trường tấn công do Trung Quốc sản xuất dựa trên AK-47 và AKM. Súng được chế tạo và sản xuất tại nhà máy sản xuất vũ khí số 66 trong giai đoạn 1956-1973. Về cơ bản, Thai 56 có cấu tạo và nguyên lý hoạt động tương tự như AK-47. Chỉ có vài khác biệt nhỏ như lưỡi lê ba cạnh gập gắn sẵn thay vì sử dụng lưỡi lê 6x2 kiểu lá lúa của AK-47. Súng nặng khoảng 3,8 kg với gia tốc đầu nòng đạt đến 735 m/s. Ngoài ra, đầu ruồi của súng còn được bảo vệ bằng một vòng tròn kim loại thay vì nửa vòng như AK-47. Thêm vào đó, Thai 56 của Trung Quốc không có flash hider là nòng ẩn tia lửa của chúng và không có ống giảm thanh. Vào đầu thập niên 1950, khi Liên Xô bắt đầu chương trình chuyển giao công nghệ quy mô lớn cho Trung Quốc, không ai có thể tưởng tượng được rằng quốc gia châu Á này sẽ nhanh chóng trở thành đối thủ lớn nhất của Liên Xô trên thị trường vũ khí quốc tế. Đến cuối thập niên 1950, quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô bắt đầu xấu đi, dẫn tới sự chia rẽ vào đầu thập niên 1960. Tất cả các trợ giúp quân sự và kỹ thuật của Liên Xô dành cho Trung Quốc đã bị chấm dứt. Từ thời điểm đó, ngành công nghiệp vũ khí loại nhỏ của Trung Quốc bắt đầu phát triển độc lập mà không có sự tác động nào từ phía Liên Xô. Xung đột giữa Liên Xô và Trung Quốc lên tới đỉnh cao vào năm 1968 với một cuộc đụng độ biên giới đẫm máu. Đây là lần đầu tiên, nhưng chắc chắn không phải là lần cuối cùng, những người lính Liên Xô phải đối diện với sự thật rằng kẻ thù của họ đang dùng vũ khí do quân đội nước này nghiên cứu và chế tạo ra. Nước cờ này Liên Xô có đi sai nhưng cũng không đi lại được đâu. Số 2. Norinco CQA M4A1. Ra đời vào năm 2006, Norinco CQA là một phiên bản sao chép khá hoàn thiện của khẩu M4A1 với chi phí thấp hơn nhiều và đang được sử dụng trong một số lực lượng đặc biệt của Trung Quốc. Về hình dáng bên ngoài, khẩu súng này không có sự khác biệt nào đáng kể so với M4A1. Thân súng làm bằng thép và nhiều bộ phận khác được làm từ polymer để giảm trọng lượng. Nòng CQA dài 14,5 inch, tương đương 37 cm, với tỷ lệ xoắn là 1:9 inch. Súng cũng có phần mở rộng nòng để đốt hoàn toàn lượng thuốc súng, giúp đẩy viên đạn bay xa và chính xác hơn. Đầu nòng trang bị loa che lửa hình lồng chim với 4 khe cắt xuyên tâm. Khe thoát vỏ đạn của CQA cũng giống hệt khẩu M4 với một nắp che về phía bên dưới, giúp tránh bụi lọt vào bên trong khi không sử dụng. Khác với khẩu M4A1 được trang bị ốp lót tay cách nhiệt kép, CQA chỉ có ốp lót tay một lớp duy nhất,
theo kết quả tại trường bắn Nevada của Mỹ. Lần đầu Sequoia được đưa vào thử nghiệm cùng với 400 viên đạn 5,56mm NATO loại M855. Ban đầu, súng không thể khai hỏa được và bị hư hỏng nặng vì hệ thống kim hỏa và một số thành phần bên trong không tương thích với đạn M885. Đúng là đồ ngon chẳng dùng được lâu, đành thôi ước mộng làm giàu dở dang. Hiện tại, Sequoia đang được trang bị trong các lực lượng quân sự và thực thi pháp luật tại Trung Quốc, gồm cả đơn vị đặc công báo tuyết nổi tiếng. Sequoia hiện cũng đang được sử dụng bởi các lực lượng đặc biệt của Paraguay. Số 3. NDM-86 Dragunov SVD. NDM-86 là phiên bản xuất khẩu của khẩu súng trường bắn tỉa Type-79 do tập đoàn Norinco của Trung Quốc sản xuất dựa trên súng trường bắn tỉa Dragunov SVD của Liên Xô và bắt đầu được sản xuất từ năm 1979. Giống với SVD, NDM-86 là khẩu súng trường bắn tỉa bán tự động, sử dụng khóa nòng xoay để tự lên nòng viên đạn tiếp theo. NDM-86 sử dụng hộp tiết đạn 10 viên và có gia tốc đầu nòng khoảng 830m/giây. NDM-86 có hai chế độ bắn là an toàn và bán tự động. Theo lý thuyết, khẩu súng này có thể đạt tốc độ bắn lên tới 650 viên mỗi phút. Đây cũng là một trong những khẩu súng bắn tỉa hiếm hoi trên thế giới có khả năng lắp lưỡi lê. NDM-86 được bán kèm theo một kính ngắm có độ phóng đại 4 lần, cho phép tăng tầm bắn tối đa của súng lên khoảng cách 1.400m. Súng có trọng lượng rỗng là 3,8 kg, khi không bao gồm đạn và kính ngắm. Chiều dài tổng thể của súng lên tới 1.220mm, trong khi đó chiều dài của nòng súng vào khoảng 622mm. Nếu lắp thêm phụ kiện loa che lửa đầu nòng, chiều dài nòng của NDM-86 sẽ tăng lên thành 695mm. Khác với SVD, NDM-86 sử dụng được song song cả hai cỡ đạn 7,62x54R hoặc 7,62x51NATO. Đây là một lợi thế lớn của nó trên thị trường xuất khẩu vũ khí. Sau hơn 30 năm có mặt trên thị trường vũ khí tự do, khẩu NDM-86 của Trung Quốc được đánh giá là khẩu súng trường bắn tỉa giao thoa giữa các đường nét cổ điển và hiện đại. Hiện tại, giống với tất cả các loại vũ khí khác, khẩu NDM-86 của Trung Quốc đã bị cấm nhập khẩu vào Mỹ, tuy nhiên bằng nhiều cách khác nhau. NDM-86 vẫn xuất hiện tại thị trường vũ khí chợ đen của nước này. Số 4. Type-54 Tokarev TT-33. TT-33 là viết tắt của chữ Tokarev Tiller năm 1933, là một loại súng ngắn bán tự động do Liên bang Xô Viết thiết kế và chế tạo. Súng lục TT-33 ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu của Hồng quân về một loại súng lục bán tự động uy lực sử dụng loại đạn 7,62 ly mà các súng lục ổ quay Nagant và Mauser của phương Tây đang sử dụng. Trung Quốc đã sao chép súng lục TT-33 với tên gọi Type-54. Những năm chiến tranh Việt Nam, họ đã viện trợ cho quân đội Việt Nam loại súng này. Quân đội nhân dân Việt Nam gọi nó là K-54. Hiện trong quân đội nhân dân Việt Nam đang sử dụng các loại súng chính bao gồm K-54 trang bị cho các cấp sĩ quan từ đại úy trở xuống, K-59 trang bị cho sĩ quan cấp tá trở lên và K-14 dự định sẽ thay thế cho K-54 và K-59 trong tương lai. Type-54 của Trung Quốc còn được biết đến với tên gọi khác là ngôi sao đen, do ngôi sao 5 cánh được khắc trên tay nắm của súng. Súng có trọng lượng là 840g, dài khoảng 196mm. Type-54 được trang bị một băng đạn 8 viên với gia tốc đầu nòng đạt đến 420m/giây. Tầm bắn sát thương của Type-54 là 150m và hoạt động hiệu quả trong tầm 50m. Súng đã được thay đổi độ cao đầu ruồi và khe ngắm so với bản gốc. Hầu hết các nước xã hội chủ nghĩa đều đã sản xuất K-54 với số lượng lớn, nhưng đến năm 1965, K-54 dần dần được thay bởi kiểu K-59 Makarov. Hiện nay, chỉ còn công ty công nghiệp Hoa Bắc của Trung Quốc vẫn sản xuất các phiên bản của súng TT-33, nhưng dùng đạn 9x19 ly Parabellum có tên mới là Tokarev Type-213. Súng có nhiều cải tiến ưu việt so với các phiên bản ban đầu. Số 5. Type-59 Makarov PM.
Súng ngắn Makarov hay còn được gọi là Pistolet Makarova ở phương Tây là một loại súng ngắn bán tự động do Makarov thiết kế vào cuối thập niên 1940, sử dụng loại đạn 9x18 ly. Makarov vừa có uy lực vừa phải, tốc độ bắn nhanh, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Đây là súng ngắn tiêu chuẩn của quân đội Liên Xô trong thời kỳ 1951-1991 và còn là súng ngắn tiêu chuẩn của nhiều quân đội các nước xã hội chủ nghĩa. Và không thể qua được tầm mắt của Trung Quốc, một bản sao của Makarov đã được tạo ra với cái tên Type 59. Về cốt lõi, Type 59 vẫn giữ cử động giật lùi tương tự như Makarov và được đặt trong một hộp đạn tháo rời 8 viên. Khung súng mượt mà, bóng bẩy, có súng được uốn cong về phía trước và được bao bọc trong một vòng bảo vệ mỏng được tích hợp vào thiết kế của súng. Gia tốc đầu nòng ở mức 314 m/s với phạm vi hiệu quả lên tới 50 m. Là một khẩu súng lục bán tự động nên chỉ bằng một cú bóp cò, Type 59 có thể xả hết băng đạn trong hộp. Đây không chỉ là một khẩu súng có độ xuyên cao trong tầm gần, mà nó còn có độ chính xác khá lớn, kích thước nhỏ gọn, cấu tạo đơn giản, dễ thiết kế và cũng dễ sửa chữa. Tổng kết lại, ngành công nghiệp Nhân Bản bận rộn thu về lợi nhuận cao của Trung Quốc, cốt yếu để phục vụ mục tiêu cải cách quân đội, tham vọng bá quyền mà từ lâu đã ngấm sâu vào máu thịt của người Trung. Trong một phản ứng bất bình công khai hiếm hoi về quan hệ với Trung Quốc, một quan chức Nga thuộc Tập đoàn Quốc phòng Rostec đã lên tiếng tố cáo Bắc Kinh sao chép bất hợp pháp hàng loạt những loại vũ khí cùng thiết bị quân sự khác. Đây không phải là lần đầu tiên mà Trung Quốc bị Nga cáo buộc về tội đánh cắp công nghệ. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, các phản ứng nói trên cũng không thể ngăn cản được đà tăng của các thương vụ bán vũ khí cho đất nước này. Theo ý kiến của số độc giả người Trung Quốc thì đây chỉ là một sự không may trùng hợp chứ không bao giờ có chuyện sao chép công nghệ vũ khí cả. JetGo xin được chào các bạn. Ở phần trước, JetGo đã đề cập đến kho súng bộ binh mà không may khi chế tạo xong, thế nào nó lại có phần giống các loại vũ khí tên tuổi trên thế giới. Để tiếp tục series Trung Quốc và vũ khí nhái, hôm nay mọi người sẽ được chiêm ngưỡng sản phẩm còn đẳng cấp hơn đến từ người hàng xóm của chúng ta. Trải qua nhiều năm chinh chiến, Trung Quốc luôn tham vọng xây dựng quân đội hàng đầu thế giới. Nhưng đã chạm vào quân sự thì không thể nhắc tới hai ông kẹ đáng gờm là Mỹ và Nga. Chính vì thế, các anh tàu đã chọn nước đi là đốt cháy giai đoạn, mua lại hoặc có thể nhanh tay mượn tạm công nghệ nước ngoài để chế tạo vũ khí, trong đó có các loại máy bay quân sự. Cách làm này giúp Trung Quốc đỡ tốn thời gian và tiền bạc để nghiên cứu mà vẫn sở hữu lực lượng không quân đẳng cấp thế giới. Các sân bay chuyên nghiệp muốn tận mắt chiêm ngưỡng những mẫu máy bay quân sự với công nghệ đẳng cấp Canton C, Canton V của Trung Quốc thì hãy để JetGo giúp các bạn hiện thực hóa mong muốn đó. Nhưng trước khi bắt đầu bước chân lên những sản phẩm made in China này thì mọi người cũng đừng quên sắm thêm ít bảo hiểm phòng thân. Mà đã là dân chơi thì đừng có tiếc, cứ chọn loại bảo hiểm đắt tiền nhất cho nó chắc cốp. Số 1. Harbin Jet 20 và UH-60 Black Hawk. Vào giữa những năm của thập niên 1980, Mỹ bán cho Trung Quốc 24 máy bay trực thăng đa năng S-70C-2 từ nhà sản xuất Sikorsky để trang bị cho quân đội. Đây chính là phiên bản dân sự của trực thăng chiến đấu UH-60 Black Hawk nổi tiếng của Mỹ. Dự án Jet 20 chủ yếu dựa trên thiết kế của trực thăng UH-60 Black Hawk. Tuy nhiên, không chỉ dừng ở việc sao chép, một số cải tiến quan trọng cũng được áp dụng. Nhưng về cơ bản, hình dáng bên ngoài của trực thăng Jet 20 tương tự phiên bản gốc. Jet 20 có tốc độ tối đa là 360 km/h với phạm vi hoạt động là 560 km và được trang bị súng máy sẵn sàng đáp trả khi cần thiết. Dòng trực thăng này của Trung Quốc được sản xuất để thực hiện một loạt các nhiệm vụ bao gồm tác chiến chống ngầm, tấn công mục tiêu mặt nước, tìm kiếm cứu nạn, trinh sát, vận chuyển quân. Số 2. CASC Rainbow CH4, CH5 và MQ9. Khác với các loại chiến đấu cơ, khả năng sao chép máy bay không người lái của Trung Quốc là không thể coi thường.
Từ chiếc MQ-9 của Mỹ, Trung Quốc thậm chí đã chế tạo ra các loại máy bay không người lái có tính năng và kiểu dáng tương đương. Các loại máy bay đó bao gồm các UAV lớp Khai Hông, trong đó đặc biệt là phiên bản CH-4 và CH-5. Những mẫu này thường có 4 đến 6 điểm cứng dưới cánh để mang tên lửa chống tăng, không đối không, không đối đất và các loại bom uy lực khác. CH-4 có khả năng trinh sát và tấn công từ độ cao 5.000m, do đó máy bay có thể nằm ngoài tầm bắn hiệu quả của hầu hết các loại pháo phòng không. Còn CH-5 là phiên bản nâng cao hơn một chút của CH-4, có các đặc điểm kỹ thuật hiệu suất được cải thiện, bao gồm độ bền và độ cao 9.000m so với 5.000m của phiên bản trước đó. Nhưng hai mẫu vẫn cần phải cải thiện rất nhiều để đạt được con số 15.000m của MQ-9. Các phiên bản này được coi là đã sao chép chính xác và hoàn thiện dựa trên phiên bản máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ. Điều đó càng khẳng định với ông tổ của ngành in thế giới chắc chắn phải là người Tàu gốc Trung Hoa, còn không thì ít ra phải là người Hoa gốc Trung Quốc. Số 3. Xi'an Y-20 và C-17. Một số dân bay lâu năm có thể nhận thấy na ná giống mẫu máy bay vận tải chiến lược hạng nặng C-17 Globemaster đệ tam của Mỹ hiện tại và đã được Trung Quốc sao chép thành công với cái tên Y-20. Được thiết kế và phát triển tại Trung Quốc dưới sự điều hành của Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Tây An, một số bộ phận của cánh, chẳng hạn như là cánh tà ba rãnh ở mép, được phát triển bởi phòng thiết kế Antonov Ukraine. Y-20 với chiều dài 47m, sải cánh 45m, khối lượng khi đầy tải là 220 tấn và tải trọng tối đa lên tới 66 tấn. Thu bản gốc của nó là 11,5 tấn. Loại máy bay vận tải hạng nặng này bắt đầu được Trung Quốc đưa vào sản xuất từ năm 2013, nhưng tới nay vẫn đang được hoàn thiện và đang có 20 chiếc đã được chế tạo. Trung Quốc đã hứa hẹn sẽ sử dụng ít nhất 40 máy bay vận tải chiến lược hạng nặng này trong tương lai. Số 4. Chengdu J-7 và MiG-21. Vào những năm 1960, Trung Quốc mua lại dây chuyền sản xuất tiêm kích Mikoyan-Gurevich MiG-21 của Liên Xô. Từ bản thiết kế đó, Bắc Kinh đã phát triển mẫu tiêm kích J-7 với tính năng không thua kém bản MiG-21 nguyên gốc. J-7 có thể phóng đi với vận tốc tối đa là 2.200 km/h, bán kính chiến đấu đạt là 850 km và mang theo thêm 2 pháo 30 ly loại thai 30-1, tức là 60 viên mỗi khẩu. Thân máy bay được thiết kế 5 giá treo, có thể mang được đến 2 tấn vũ khí. Với kinh nghiệm trải đời và lăn lộn thương trường nhiều năm, Trung Quốc về sau cho ra đời phiên bản xuất khẩu để cạnh tranh trực tiếp với dòng MiG-21. Điển hình như việc bán cho Mỹ giúp không quân của quốc gia này huấn luyện và xây dựng kinh nghiệm giao chiến với tiêm kích tới từ Liên Xô. Nhờ sự thành công đó, đến nay đã có hơn 2.400 chiếc J-7 được ra đời. Số 5. CAC, PAC, JF-17 Thunder. Từ hai mẫu F-16 và MiG-21. Trên cơ sở dự án J-7 trước đó, Trung Quốc lại tiếp tục hợp tác với Pakistan để chế tạo tiêm kích mới nhằm đối đầu trực diện với tiêm kích MiG-29 của công ty Mikoyan-Gurevich tại Nga. Hai nước đã cho ra đời CAC, PAC, JF-17 Thunder, một dạng tiêm kích con lai giữa F-16 và MiG-21. Tiêm kích này có đôi cánh tam giác đặc trưng của MiG-21, trong khi phần mũi và đuôi gần như giống hệt F-16. JF-17 Thunder là máy bay chiến đấu đa năng tiên tiến, hoạt động trong mọi thời tiết, bay ngày lẫn đêm. Nó sở hữu khả năng tác chiến không đối không và không đối đất tuyệt vời. Khối lượng khi đầy tải chỉ 12,7 tấn, với tốc độ tối đa đạt gần 2.000 km/h, mang lại cho JF-17 sự linh hoạt và khéo léo trong chiến đấu. JF-17 với trần bay đạt 16.700m và phạm vi chiến đấu trong khoảng 1.352 km, mang lại lợi thế quyết định cho JF-17 so với các đối thủ khác.
Thứ làm nên sức mạnh cho nó chính là được trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại, hệ thống phụ được tích hợp tối ưu, điều khiển chuyến bay được vi tính hóa và khả năng sử dụng vũ khí mới nhất. Với hỏa lực hiệu quả, sự nhanh nhẹn và khả năng sống sót trong chiến đấu, chiếc máy bay này có khả năng nổi lên như là một nền tảng mạnh mẽ cho bất kỳ lực lượng không quân nào. Số 6. Chengdu J-10 và F-16. Vào thập niên 1980, Mỹ và Israel hợp tác chế tạo tiêm kích đa nhiệm thế hệ 4 với tên gọi là Lavi, dựa trên nền tảng tiêm kích General Dynamics F-16. Tuy nhiên, do chi phí quá đắt đỏ, Mỹ rút khỏi dự án khi tiêm kích Lavi chưa được hoàn thiện. Vài năm sau khi dự án Lavi kết thúc, các quan chức Mỹ ngỡ ngàng phát hiện ra Israel chuyển kế hoạch phát triển dự án cho Trung Quốc. Trên cơ sở này, họ đã phát triển tiêm kích Chengdu J-10 với ngoại hình cùng nhiều tính năng tương đồng F-16. Không quân Trung Quốc tiếp nhận phiên bản nâng cấp mới nhất của J-10 vào năm 2017. Được trang bị pháo loại 23 ly và 11 giá treo mang được 6 tấn vũ khí. Ưu việt của J-10 ở chỗ tốc độ tối đa có thể đạt hơn 2.500 km/h, phạm vi chiến đấu đạt 1.250 km và trần bay đạt 18.000 m. Cũng không thể thiếu một loạt tên lửa không đối không, không đối đất và bom dẫn đường làm nên sức mạnh của J-10. Không những thế, nó còn mang theo hệ thống điện tử tối tân bao gồm radar mảng pha, radar kiểm soát hỏa lực và thiết bị trinh sát tìm mục tiêu. Đã có 80 chiếc được sản xuất nhằm phục vụ cho lực lượng không quân của quốc gia này. Số 7. Shenyang J-11 và Su-27. Khi Liên Xô lâm vào khủng hoảng cuối những năm 1980, Trung Quốc chớp cơ hội lăm le hỏi mua lại dây chuyền sản xuất tiêm kích Sukhoi Su-27. Ban đầu, Liên Xô chỉ muốn bán mẫu thiết kế cho Bắc Kinh, nhưng vì quá kẹt tiền nên buộc họ phải ngậm ngùi chuyển giao toàn bộ dây chuyền này. Trung Quốc nhanh chóng lắp đặt dây chuyền sản xuất Su-27 của mình, sau đó cải thiện thiết kế nguyên bản của Su-27 và cho ra đời tiêm kích Shenyang J-11. Đến nay đã có gần 300 chiếc được sản xuất. Nó được trang bị pháo loại 30 ly và 10 giá treo vũ khí bên ngoài, phóng đi với vận tốc 2.500 km/h và có trần bay vào khoảng 19.000 m, cao hơn bản gốc 500 m. Với radar điều khiển hỏa lực, hệ thống quang điện và mang theo loại bom chùm thì J-11 là đối thủ đáng gờm với nguyên bản của chính nó. Số 8. Shenyang J-15 và Su-33. Shenyang J-15 đóng vai trò là tiêm kích hạm chủ lực của Trung Quốc. Ban đầu nước này dự định đánh tiếng mua toàn bộ dây chuyền sản xuất tiêm kích hạm Sukhoi Su-33, nhưng bị Liên Xô từ chối. Đã chơi thì phải chơi tới cùng. Trung Quốc mua một nguyên mẫu Su-33 từ Ukraine và tháo dỡ toàn bộ để nghiên cứu cấu trúc, chức năng và cách thức hoạt động của chiếc máy bay này. Trên cơ sở này, Trung Quốc chế tạo mẫu tiêm kích hạm J-15 với thiết kế tương tự Su-33 cùng một số cải tiến, điển hình như vật liệu của nó là composite, giúp giảm khối lượng xuống còn 32 tấn, thay vì 33 tấn như phiên bản gốc. Mẫu máy bay này được Trung Quốc trang bị pháo loại 30mm và 12 giá treo vũ khí. Nó đạt vận tốc cực đại vào khoảng 2.409 km/h và hoạt động trên trần bay rất lớn là 20.000 m. Không những vậy, J-15 mang trong mình tên lửa chống hạm, chống radar và thiết bị đối kháng điện tử ECM. Tuy vậy, năng lực của J-15 bị cản trở bởi hệ thống cất cánh kiểu cầu nhảy trên tàu sân bay hiện nay của Trung Quốc, khiến J-15 mang được ít vũ khí hơn. Số 9. Chengdu J-20
và MiG 1.44. Vào cuối năm 2016, Trung Quốc cho ra mắt hai chiếc tiêm kích Shangdu J-20 tại triển lãm hàng không Chu Hải ở thủ đô Bắc Kinh. Tham gia trong triển lãm đó, ông Dmitry Drozdenko, phó tổng biên tập tạp chí quân sự Nga cho rằng chiếc J-20 có nhiều nét tương đồng với nguyên mẫu của chiếc MiG 1.44, máy bay chiến đấu phản lực thế hệ 5 của Nga. Một số chuyên gia khác cảnh báo Trung Quốc có thể tiếp tục cải tiến J-20 và cho ra đời những biến thể uy lực hơn. Cho đến năm 2019, Trung Quốc đã cho ra đời 50 chiếc. Nó hoạt động với phạm vi chiến đấu là 2.000 km và có trần bay tương tự như J-15 là 20.000 m. Shangdu J-20 chứa kho vũ khí bên trong gồm tên lửa tầm ngắn, trung, xa, bom dẫn đường. Với tốc độ gần 2.500 km/h, cộng thêm những trang bị hiện đại. Phía Trung Quốc khẳng định mẫu này được sản xuất ra để cạnh tranh trực tiếp với phiên bản F-22 Raptor của Mỹ. Số 10. Shenyang J-31 và F-35. Thông tin về chương trình phát triển tiêm kích F-35 Joint Strike Fighter của Lockheed Martin cũng bị chuyển về Trung Quốc và trở thành cơ sở để nước này phát triển tiêm kích Shenyang J-31. Lại một lần nữa, anh hàng xóm nhà ta lại nhanh tay sao chép, nhưng đâu phải cái gì muốn cũng bắt chước được dễ dàng. Trung Quốc không có đủ năng lực khi chưa làm chủ công nghệ chế tạo sơn, động cơ phản lực và vật liệu tàng hình, cho nên mới có một mẫu thử nghiệm cho dự án này. Do sự hạn chế đó, J-31 vẫn chưa được trang bị vũ khí. Dự kiến sẽ có 12 giá treo khi được nâng cấp thêm. Nó có bán kính hoạt động đạt 4.000 km và bán kính chiến đấu lên đến 1.250 km. Một điểm trừ nữa là Trung Quốc vẫn chưa thể sản xuất động cơ cho J-31 khi vẫn phải sử dụng động cơ RD-93 do Nga chế tạo. Lại thêm khối lượng nặng hơn nên tốc độ của nó thậm chí còn giảm so với J-20, chỉ còn 2.200 km/h. Mặc dù có sự sao chép ý tưởng thiết kế, nhưng Trung Quốc cũng đã tự phát triển và nâng cấp các mẫu máy bay quân sự đó để phù hợp với khả năng của họ. Không những thế, Trung Quốc không ngừng cải tiến một số công nghệ mới hơn cũng nhằm xuất khẩu các mẫu đó để phát triển ngành quân sự thế giới. Tuy vậy, việc các thiết kế một số mẫu quá giống phiên bản gốc cũng cần một sự nhìn nhận nghiêm túc hơn từ phía quân đội của họ. Chính vì sự sao chép ít sáng tạo này, cho nên Trung Quốc đã nhận phải rất nhiều chỉ trích từ các chuyên gia và các tờ báo trên thế giới. Nếu tiếp diễn mãi những điều này, thì không chỉ mang lại tiếng xấu mà còn ảnh hưởng đến suy nghĩ và tạo ra những tiền lệ không tốt trong suy nghĩ của người dân Trung Quốc. Nếu các dân bay chuyên nghiệp chưa hài lòng với danh sách trên, hay đã từng biết mẫu máy bay nào đạo nhái ghê gớm hơn, hãy mạnh dạn công bố để cộng đồng mạng cùng biết. GSGO xin được chào các bạn. Ở phần trước, chúng ta đã được tận mắt chứng kiến những mẫu máy bay nhái Trung Quốc, dù có hao hao giống với phiên bản gốc, nhưng cũng không thể phủ nhận được sức mạnh của chúng. Để tiếp tục series Trung Quốc và vũ khí nhái, hôm nay GSGO sẽ đưa mọi người trở về mặt đất khám phá thứ sức mạnh không những không hề kém cạnh mà còn là đối thủ đáng gờm với những con quái vật trên không kia. Khi mà miếng bánh về khoản giao dịch vũ khí và khí tài quân sự vô cùng triển vọng, thì rất nhiều quốc gia quyết liệt ganh đua để giành giật được miếng bánh đó. Trung Quốc là một ví dụ điển hình, họ không chỉ đầu tư cải thiện kho vũ khí của mình mà còn xuất khẩu chúng với mục đích thiết thực hơn, đó là kinh tế. Việc này vừa giúp cho quân đội Trung Quốc nâng cấp thêm sức mạnh quân sự, lại vừa kiếm thêm được chút bỏ túi. Chính vì thế, Trung Quốc luôn sẵn sàng phát triển các mẫu mới hoặc mua chúng với số lượng lớn, đặc biệt là xe tăng, pháo tự hành, xe phóng tên lửa v.v. để trang bị cho quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Nhưng việc phát triển và mua sắm những khí tài đó lại vô cùng tốn kém.
Với một quốc gia có số lượng người giàu đứng thứ hai thế giới sau Mỹ, thì đầu óc kinh tế của Trung Quốc lại cực kỳ nhanh nhạy. Cho nên, để giảm tối đa chi phí, họ đã mượn tạm thiết kế từ các nước hàng đầu về quân sự, điển hình như là Nga và Mỹ. Không dài dòng nữa, GXO sẽ cho mọi người mục sở thị những mẫu khí tài hạng nặng mặt đất made in China sau đây. Số 1. Pháo tự hành PLZ-05 và 2S-19 Mistar S. PLZ-05, còn được gọi là Tai-05, được phát triển bởi Trung Quốc. Nguyên mẫu đầu tiên được hoàn thành vào năm 2003 và được công bố vào năm 2005. PLZ-05 được quân đội Trung Quốc sử dụng vào năm 2008 để thay thế cho lựu pháo tự hành Tai-83 152 ly đã bị cho là quá già nua. Tính đến năm 2015, gần 300 hệ thống pháo PLZ-05 đang được biên chế trong quân đội Trung Quốc. Dù vậy, lựu pháo tự hành này không bao giờ được cung cấp để xuất khẩu ra bên ngoài. Nhiều chuyên gia quân sự châu Âu cho rằng mẫu pháo tự hành này của Trung Quốc có bề ngoài và một số bộ phận khá giống với 2S-19 Mistar S của Nga. Cũng vì lý do cấm xuất khẩu nên khó khăn trong việc xác thực thông tin này. PLZ-05 được trang bị lựu pháo 155 ly L-52, có nâng cấp hơn so với người tiền nhiệm của nó là PLZ-45, được trang bị lựu pháo 155 ly L-45 ngắn hơn. PLZ-05 có nòng dài hơn, tầm bắn xa hơn và độ chính xác được cải thiện. Tuy nhiên, bản thân hệ thống tháp pháo của PLZ-05 dù sử dụng cỡ nòng khác hoàn toàn với pháo tự hành của Liên Xô, nhưng lại có rất nhiều bộ phận được Trung Quốc bê nguyên từ khẩu 2S-19 Mistar S lên khẩu pháo tự hành PLZ-05 của mình. Tầm bắn của một quả đạn tiêu chuẩn ước tính vào khoảng 30 km. Đạn hỗ trợ tên lửa có tầm bắn 39 km. PLZ-05 cũng có khả năng bắn các loại đạn dẫn đường chính xác của Trung Quốc. Hỏa lực phụ gồm một súng máy 12,7 ly được nắp trên nóc để bảo vệ PLZ-05 khỏi sự tiếp cận tầm gần của đối phương. Hệ thống pháo này sử dụng khung gầm bánh xích rất giống với khung gầm của PLZ-45. Giáp của PLZ-05 bảo vệ khỏi hỏa lực vũ khí nhỏ và mảnh đạn pháo, và hệ thống dập lửa tự động được trang bị tiêu chuẩn. PLZ-05 mang thân hình thon gọn, khi khối lượng chỉ vào khoảng 35 tấn, nhưng do trang bị động cơ diesel tăng áp DUS sản sinh 800 mã lực nên tốc độ tối đa chỉ vào khoảng 55 km/h. Số 2. Xe địa hình EQ-2050 và Humvee. Thông phang EQ-2050 hay còn gọi là Đông Phong EQ-2050 được coi là một bản sao của mẫu xe Humvee đến từ Hoa Kỳ. Phiên bản M998 của Humvee đầu tiên của Mỹ đã được giới chức quân sự Trung Quốc chú ý từ năm 1988. Ban đầu, nó bị cho là quá đắt. Tuy nhiên, sau chiến tranh vùng vịnh năm 1991, nơi mà Humvee đã chứng tỏ được khả năng, giới quân sự Trung Quốc đã thay đổi quyết định. Vào giữa những năm 1990, một vài chiếc Hummer dân dụng đã được mua ở Mỹ và nhập khẩu về Trung Quốc. Đến năm 2003, đã có đến 2 bản sao được ra mắt. Một trong số đó là SAC SFQ-2040 và một chiếc khác chính là Đông Phong EQ-2050. Năm 2004, tổng cộng 57 chiếc xe EQ-2050 đã được gửi đến PLA để thử nghiệm và đánh giá. Cuối cùng, nó đã được chấp nhận phục vụ trong quân đội Trung Quốc. Những chiếc xe EQ-2050 sản xuất đầu tiên đã được chuyển giao cho các đơn vị đặc nhiệm. Đối thủ cạnh tranh của nó, SAC SFQ-2040, chưa bao giờ được sản xuất. Dù sau đó cũng có khá nhiều mẫu mới ra đời, nhưng EQ-2050 vẫn được cho là phiên bản copy hoàn hảo đến từ anh hàng xóm của Việt Nam. Trong khi EQ-2050 đã được lực lượng giải phóng quân nhân dân Trung Quốc thông qua, thì nó cũng được sử dụng bởi các đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy vũ trang nhân dân và lực lượng cảnh sát công an Trung Quốc. Nó mang khối lượng 2,3 tấn, chiều dài 4,7 m, chiều rộng 2,1 m và chiều cao 1,75 m.
cộng thêm động cơ diesel tăng áp Cummins EQB15020 có công suất 150 mã lực, mang đến tốc độ tối đa lên đến 120 km/h. Mẫu này được trang bị với hộp số 5 cấp. EQ2050 cũng có đèn và bộ tản nhiệt được thiết kế lại để làm cho nó trông khác với Humvee ban đầu. Nó có khả năng di chuyển tốt nhờ hệ dẫn động 4 bánh và tỷ lệ công suất trên trọng lượng khá cao. EQ2050 có thể gần như được trang bị tất cả các loại vũ khí. Một số xe có giá treo vũ khí trên nóc xe. Nó có thể được trang bị súng máy 12,7 ly, súng phóng lựu tự động 35 ly hoặc các loại vũ khí khác, chẳng hạn như tên lửa chống tăng hoặc phòng không. Số 3. Hệ thống tên lửa HQ-9 và S-300. Một trong những sản phẩm làm nhái đáng sợ nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực tên lửa phòng không là hệ thống tên lửa phòng không HQ-9. Bề ngoài hệ thống này giống đến đau đớn hệ thống S-300 của Nga. Các hệ thống này được bắt đầu đưa vào sử dụng cho quân đội Trung Quốc từ năm 1997. Không những thế, HQ-9 còn trở thành đối thủ cạnh tranh với các hệ thống tên lửa phòng không Nga trên thị trường vũ khí quốc tế. Điển hình như việc chúng đang phục vụ cho quân đội của các quốc gia như Maroc, Turkmenistan, Uzbekistan và Algeria. Phía Trung Quốc cũng kiên quyết bác bỏ cáo buộc sao chép và khẳng định rằng các hệ thống này chỉ giống nhau ở bề ngoài. Quả thực là có những khác biệt lớn giữa hai hệ thống. Cụ thể là tên lửa của HQ-9 ngắn hơn 1 mét so với tên lửa phòng không có điều khiển 48N6 của S-300 và có tầm bắn ngắn hơn, chỉ 125 km so với 200 km ở tên lửa của Nga. Hệ thống tên lửa đất đối không HQ-9 được phát triển muộn hơn nhiều so với S-300 của Nga, cho nên nó được tích hợp những tiến bộ về điện tử hiện đại. Loại tên lửa này có thể tiếp cận máy bay ở độ cao 27 km, tên lửa hành trình và đạn đạo ở độ cao 15 đến 25 km. Hệ thống phòng không này có thể thực hiện nhiệm vụ phòng không trong một cuộc không kích quy mô lớn dưới điều khiển gây nhiễu điện tử dữ dội. HQ-9 có thể cho bay màu các loại máy bay trực thăng, UAV, tên lửa hành trình, tên lửa không đối đất, bom dẫn đường và tên lửa đạn đạo ở tầm trung đến xa. Xe phóng HQ-9 dựa trên khung gầm cơ động cao Taiyan TA-53808X8. Tên lửa được trang bị một đầu đạn nặng 180 kg và đạt tốc độ tối đa 4,2 Mach. Mỗi bệ phóng gồm có 4 tên lửa trong các thùng chứa riêng lẻ và được phóng theo dạng thẳng đứng. Và HQ-9 còn có thể sử dụng nhiều loại radar, cả tìm kiếm, giám sát, thu nhận, theo dõi và điều khiển hỏa lực. Số 4. Hệ thống tên lửa PHL-03 và BM-30. PHL-03 còn được gọi là hệ thống tên lửa phóng đa năng. Nó được phát triển bởi tập đoàn quốc phòng Norinco có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc. PHL-03 phục vụ cho quân đội Trung Quốc bắt đầu từ năm 2004 cho đến nay. Hệ thống này được cho là phiên bản Trung Quốc của BM-30 Smug đến từ Liên Xô. Phiên bản xuất khẩu của PHL-03 có tên gọi là AR-2. Vai trò chính của hệ thống tên lửa pháo binh này là tấn công các mục tiêu chiến lược từ xa, chẳng hạn như sân bay, trung tâm chỉ huy, cơ sở hỗ trợ, khẩu đội phòng không, nơi tập trung quân đông đúc v.v. PHL-03 vẫn giữ nguyên cấu hình nguyên bản của Nga với 12 ống phóng dành cho đạn pháo 300 ly, một tên lửa tiêu chuẩn nặng khoảng 800 kg và có đầu đạn nặng 280 kg. Tầm bắn tối đa 70 đến 130 km tùy theo loại đầu đạn. Tên lửa có sẵn với tính năng nổ phân mảnh và đầu đạn chùm với các loại đạn con chống giáp và chống quân địch. Đầu đạn chùm cũng có thể mang theo đạn chống tăng tự nhắm mục tiêu. Nhưng có vẻ như Trung Quốc đã vượt qua Nga về tên lửa, vì tên lửa của PHL-03 có tầm bắn xa hơn tên lửa của Smug. Hệ thống tên lửa pháo binh này có hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số. Các nhà sản xuất khẳng định rằng tên lửa 300 ly của Trung Quốc không tương thích với tên lửa Smug của Nga, vì những tên lửa này sử dụng động cơ và bộ phận đẩy khác nhau. PHL-03 thiết kế khung gầm đặc biệt dựa trên mẫu Wanson WS-2400 của chính họ.
Nó được trang bị hệ thống áp suất lốp trung tâm, có thể điều chỉnh khi di chuyển. Hệ thống này cải thiện khả năng di chuyển trên các địa hình khó khăn như cát, bùn và tuyết. Hệ thống tên lửa được gắn lên cần cầu thủy lực và mang 12 quả rocket đã nạp sẵn đạn. Việc nạp đạn thường diễn ra từ xa vị trí bắn để tránh hỏa lực phản pháo. Số 5. Xe tăng T-99 và T-72. Năm 1970, thất bại thảm hại sau khi xung đột biên giới với Liên Xô. Trung Quốc nhận thấy rằng tất cả các xe tăng của họ vốn đều dựa trên nguyên mẫu dòng xe tăng nổi tiếng T-54 của Liên Xô viện trợ cho khi quan hệ còn nồng ấm, hoàn toàn không có cửa thắng khi đối đầu với các dòng tăng Liên Xô như T-62, T-64 và đặc biệt là T-72, loại xe tăng mới nhất khi đó. Tháng 4 năm 1978, quân đội Trung Quốc định hướng phát triển một loại xe tăng mới có đủ khả năng tiêu diệt được T-72. Đầu những năm 1980, bằng khả năng quan hệ rộng, Trung Quốc đã có được trong tay mẫu xe tăng đó của Liên Xô. Ngay lập tức, những chiếc T-72 này được mổ xẻ và cuối cùng đến năm 1990, mẫu thiết kế đầu tiên được Viện 201 thuộc Tập đoàn Công nghiệp Bắc Trung Quốc chế tạo thành công. T-99 phục vụ trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, viết tắt là PLA, lần đầu tiên vào cuối năm 2001 và đến nay với phiên bản mới nhất là T-99A. Là niềm tự hào của binh chủng thiết giáp Trung Quốc, nhưng T-99 vẫn không xóa hết những đặc điểm của mình từ chiếc T-72 của Liên Xô. Ẩn sau khối giáp nổ hình chữ V phía trước với hình dạng hơi giống Leopard và lớp giáp nổ có thể tháo rời phía sau, tháp pháo chính của T-99 vẫn mang dáng vẻ tròn dẹt truyền thống của chiếc T-72. Xe tăng kiểu 99 được trang bị pháo nòng trơn JPT-98 125 ly và bộ nạp đạn tự động kiểu băng truyền. Pháo chính hoạt động vẫn chưa hoàn toàn hoàn hảo vì T-99 vẫn không thoát khỏi quy luật chiến đấu của xe tăng thế hệ cũ là chạy, dừng, bắn. Trong khi những loại xe tăng mới như T-80 hay T-90 có khả năng tiêu diệt đối thủ ngay cả khi đang chạy tốc độ cao hay đang bay trên không trung. Thân của T-99 rất giống với T-72 của Liên Xô nhưng dài hơn 1 mét. Loại giáp nổ được trang bị đến nay vẫn chỉ là loại giáp nổ thế hệ 2, đã quá lạc hậu khi so sánh với giáp Contact 5, giáp nổ thế hệ thứ 3 của Nga. Xe được trang bị động cơ diesel tăng áp, công suất 500 mã lực. Động cơ này dựa trên công nghệ MTU 871KA501 của Đức. Điều đó giúp cho T-99 có tỷ lệ công suất trên trọng lượng khá cao, mang đến khả năng di chuyển tốt và hoạt động ổn định. Mặc dù vũ khí nhân bản của Trung Quốc có thể chưa đạt được chất lượng và khả năng của bản gốc, nhưng một số quan chức quân đội châu Âu đã bày tỏ lo ngại rằng việc sao chép tinh vi đang diễn ra sẽ cho phép Trung Quốc nhanh chóng cải thiện kho vũ khí của họ và thậm chí sớm sản xuất những khí tài còn mạnh mẽ hơn và đáng gờm hơn. Những lo lắng đó đến từ các quốc gia có nền quân sự hàng đầu thế giới quả là không thừa, khi mà điển hình như khí tài từ Mỹ và Nga quá đắt đỏ. Trước thời cơ đó, Trung Quốc sẽ xuất khẩu sang những nước không đủ khả năng sở hữu chúng. Về phía Việt Nam, chúng ta cũng không nên câu nệ nhiều điều. Cứ cái gì hay thì người Việt có thể mạnh dạn học hỏi, kể cả là từ phía những người bạn mà chúng ta đã unfriend. Thông tin về các loại khí tài nói trên được cung cấp từ một số anh hùng mạng đang nằm vùng tại Tây Tạng và Tân Cương, nên rất cần được kiểm chứng. Nếu có thông số kỹ thuật nào chưa chính xác, hoặc còn con hàng khủng nào CSGO còn quên chưa đề cập, thì mong các nhà soi học bổ sung thêm bằng cách comment phía bên dưới cho bà con cùng biết. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của CSGO. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho các bạn. Hãy lựa chọn và nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. CSGO xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.